So today we will learn about passive voice because I think that it is so important for you when you write essays at university. Mm-hmm. You know passive voice? What does it mean? Passive voice? Câu gì con? Câu bị động. Câu bị động. Yeah. Vậy thì khi nào mình dùng câu bị động như nhá? Khi nào mình dùng câu bị động không? Tại vì nha, tại vì như trong cái văn học thuật á, là khi mà con viết một cái câu là khi con viết một cái câu chủ động thì nó sẽ không có được đánh giá cao bằng khi con viết một cái câu bị động nha. Vậy thì khi mà mình viết essay hay là mình viết luận hay như thế nào đó thì mình viết câu bị động nó sẽ hay hơn là câu chủ động nha. Mình Cô ví dụ như là I planted some flowers. Some flowers planted by me yesterday. Ví dụ vậy nha. Yesterday. I planted some flowers yesterday. Đây là câu chủ động hay là bị động cơ ha? Đây là câu chủ động hay bị động cơ? Tôi đã trồng một vài bông hoa vào ngày hôm qua, đúng không? Thì đây là câu chủ động hay là câu bị động đây con? Chủ động. Đúng rồi. Vậy là cô nói là cái câu này là câu active. Active. Rồi, nha. Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang câu passive. You sleepy, right? You are sleepy. Sleepy. Okay. Mm-hmm. But do you feel comfortable to study today? Yes. Okay, because I think that it is so necessary for your writing at university. So I think that I should teach you this point. Yeah, that's okay. Yeah, I planted some flower yesterday. Vậy thì tôi đã trồng một vài bông hoa vào ngày hôm qua, đúng không con? Vậy thì một vài bông hoa đã được trồng vào ngày hôm qua. Vậy thì con sẽ chuyển some flowers. Some flowers were planted. Có thể là by me. Yesterday con gì lại? Rồi, vậy thì tại sao mà từ cái câu này nè, từ cái câu chủ động này nè, cô lại chuyển sang câu bị động, chuyển sang được câu này, đúng không? Tại sao mà planted này nè, đó là behind đi đúng không con? Tại vì đây là từ quốc cuối đơn, đúng không Nhi? Yeah. Rồi, behind đi nè con, tại sao xuống đây cô lại chuyển thành là were planted? Đó, tại sao cô lại chuyển thành were planted? Ok, con, tại vì nó có công thức hết á Nhi. Rồi, nói chung là khi mà con chuyển từ câu chủ động sang câu bị động đúng không? Thường là mình dùng câu bị động là khi mà mình muốn giống như là mình muốn ẩn đi cái chủ từ á. Ví dụ nói là tôi đã trồng một vài bông hoa vào ngày hôm qua. Sau mà cái con chuyển sang câu bị động thì con nói là một vài bông hoa đã được trồng vào ngày hôm qua. Có bởi tôi cũng được, không có cũng được nha. Vậy là khi mà con dùng câu bị động, khi mà con nói là cái này là không biết ai nói hết. Cái ý kiến này là không biết ai nói hết, nhưng mà kiểu như nó được cho nha, thì nó sẽ ẩn đi cái chủ từ của mình, nó sẽ làm cái câu mình nó nhẹ hơn nha, nó kiểu như nó mang mang tính cách quen hơn là chủ quen em nha. Rồi. Vậy thì một cô hướng dẫn cho con một số cái công thức của câu bị động, một số cái thì, nói chung là cái thì nào có chủ động thì nó cũng có bị động nha. Mình đi từ thì hiện tại đơn nha. Công thức của thì hiện tại đơn. Rồi, ok, the present simple, right? The present simple. The present simple. Nghe cô nói rõ không Nhi à? Dạ, con nghe mình nó giật. Nó bị giật chưa? Bây giờ con nghe cô nói rõ không Nhi? Dạ, không. Không. Nó cũng bị giật luôn hả? Dạ. Sao vậy ta? Rồi. Mấy bữa nay ở Việt Nam có bão. Cô không biết là có bão gì nó có bị ảnh hưởng không nữa. So in Vietnam, yeah. Okay, in these days there have been some storms.
Ôi nhát dữ rồi, nhát dữ rồi. Được. Thôi là con tại con không muốn ngủ ngủ buổi tối ngủ buổi chiều á mà buổi tối còn sẽ ngủ không được về xong sáng mai con lại cứ lặp đi lặp lại như vậy thì con sẽ thành ngủ trễ nên con ghét thức bữa nay để con ngủ sớm buổi tối. À, nói chung là cái dạng chung của nó nha con, cái dạng chung của nó sẽ là bi, nó sẽ có một cái bi cộng với là một cái ve tay đi, dạng chung của nó nha. Nhưng mà cái công thức chung của nó là gì nè, nhưng mà nếu mà khi mà chuyển sang từng cái thì đó con nha, chuyển sang những cái thì khác nhau thì nó sẽ biến đổi khác nhau, nó chỉ biến đổi bi thôi, còn ve tay đi thì lúc nào nó cũng giữ lại. Cô ví dụ như là the present simple là thì hiện tại đơn nha, thì hiện tại đơn thì con thấy cái công thức chủ động của nó sẽ là chủ từ nè cộng với động từ thường nha, hoặc là động từ thêm s hoặc là động từ thêm es. Ok, vậy thì khi mà con chuyển sang câu bị động đó nhi thì con sẽ dùng chủ từ lại nè, xong rồi cái con sẽ chuyển be này nè, mình chỉ thay đổi cái động từ to be thôi, mình thay đổi cái động từ to be này ở thì hiện tại thì to be này sẽ được chia là gì đây nhi nha, Am đúng vậy là cô chỉ đổi là am, am is hoặc là R thôi. Xong rồi tới gì đi con, xong rồi tới B, B3 đi này, đây đúng không? đây. Đúng rồi, vậy là con thấy là mình chỉ biến đổi cái B đó thôi, đúng không? Nhưng mà con bị động thì mình sẽ dùng by như thế, by cộng với tức từ, bởi ai đó. Ok, rồi, đó là present simple thì hiện tại đơn xong nha. Tới là present progressive, à, the present progressive. You know the present progressive? Yes. How should I do? The present progressive. Là thầy gì con? Progressive. Thầy gì con? Hiện tại gì con? Hiện tại quên đánh. Ôi, hiện tại Đúng tiếp đi. rồi, hiện tại tiếp diễn ha. Đây rồi, quan trọng lắm nha, mấy cái này quan trọng lắm. Cái công thức của thì hiện tại tiếp diễn là gì đây Nhi ha? Chủ từ cộng amis cộng Động từ thêm thêm gì con, in đúng rồi, đang nè, đang làm gì đó nha, what are you doing, what are you doing thì đó là thì hiện tại tiếp diễn đúng không nha. Ok, còn cái này là active nè, còn passive gì đây con, passive biết không? Dạ, bây giờ nha, chủ từ giữ lại đúng không? Cái to be này nè con, cái to be này nè. Mình sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn cái gì đây con? Thì hiện tại tiếp diễn be nó sẽ chia là am is are đúng không? Thì cô sẽ ghi am is are lại. Mình chia theo hiện tại diễn là am is are lại. Xong rồi trong thì hiện tại tiếp diễn là nó có động từ thêm in đúng không con? Cho nên là chữ be đó thì là đâu sẽ chia là be. Còn VBA đi cô sẽ chia lại nha. Rồi, VBA là VED nè. Rồi, void cộng tức từ. Đó là passive. Rồi, con ghi lại đi Nhi ơi. Ghi lại để mình dùng luôn. Rồi. Rồi, ok. À, vậy thì con thấy là cái trong câu bị động thì lúc nào nha cái vay đi này mình cũng dùng vay đi hết nha, rồi nó chỉ khác cái thành phần phía trước thôi đó con nha. Rồi nói chung là thì nào á chia bị động của thì nào thì to be á, thì động từ to be này con trong cái công thức chung á nó sẽ chia theo cái thì đó nha. Rồi ví dụ trong hiện tại tiếp diễn là am is a cộng với động từ thêm in đúng không, vậy thì mình sẽ chia là am is a cộng với being đó nha, con chia vậy đó là con không bao giờ sai luôn. Nó mình chia cái động từ to be theo cái công thức của cái thì đó nha. Ở đây là thì hiện tại tiếp diễn là am is a cộng với động từ thêm in, vậy thì chia to be là am is a cộng be in nha. Rồi. Ok. À, thôi mỗi mỗi cái công thức mình cho cô một ví dụ đi cho con dễ, cho con dễ nhớ. Mình chỉ đi qua những cái thì gọi là những cái thì mà thường hay dùng nhất thôi. Ví dụ the present simple. I've
Bị động đây con, bị động đây. Tôi như thế nào đó, tôi được như thế nào đó. Tôi được tặng một cái gì đó, hoặc là tôi được nhận một cái gì đó, hoặc là tôi được được mua cho một cái gì đó như vậy. I have tôi được tặng một cái gì đi con nha. I have no Ai ai gì con, ai có tới động từ to be nè, xong rồi tới bye bye đi. I am, đúng rồi, I am. I am. Tặng lên con. I am. Give, given, right? Give là tặng lên con. Con biết tại sao phải dùng given mà không dùng give không? Tại vì nó là về đúng về rồi. Đúng rồi, ở đây mình phải dùng beta chứ. Rồi, em given một cái món quà vào ngày sinh nhật. I given a gift. A gift. I am given, right? A gift. Given a gift. On my birthday như vậy nha. Là đây là thì gọi là đây là công thức, gọi là đây là một cái câu bị động nha, của thì hiện tại đơn nha, tại vì con thấy là nó có là am given, nó có to be này, nó có bye bye đi nha. Cho cô một ví dụ của thì quá khứ đơn nha. Hiện tại tiếp diễn nha. I am bị động nha con, cái gì đó nó được nha. Rồi bây giờ tiếng Anh nó được học bởi tôi đi. Ví dụ tôi nói là tôi đang học tiếng Anh bây giờ, thì có là bây giờ tiếng Anh nó được học bởi tôi, thì có là English. English. Thế là English. Em is em being về bài đi nha con. English. English thì con sẽ dùng em is là are. Is. Is, đúng rồi con, is. Có gì đó nhỉ? Study. The being con, being. Cái này là lúc nào mình cũng dùng là am is a cộng như being đó con, being. Mình dùng being lại luôn á. Is being. Dạ, tới bye bye đi nè con. Study. Study. Ok, good. Study. Study này cô không có bye bye cho nên là cô sẽ dùng in ngắn. Đúng rồi. Có bài mi không con? Yeah. Có bởi tôi không? Yeah. By me. Có cũng được, không có cũng được nha. Rồi. Đó, vậy là xong cái thì hiện tại. Nó xong cái hiện tại tiếp diễn cái này nha. Đó. Bây giờ mình đi qua một cái hiện tại nữa là thì hiện tại hoàn thành nha. Con nhớ công thức của thì hiện tại hoàn thành không? Nhớ chưa? Bữa hôm mình học kỹ cái phần này lắm nha. The present. The present perfect. You remember the present perfect? You remember the present perfect? Me? Yes. Me? You remember the present perfect? Yes. Yes, right. So please. Please remind me of the present perfect. Chủ từ cộng have hay. Đúng rồi con, đúng rồi. Chủ từ cộng với have has. Cộng với V mấy con? Cộng với V 2. Ê, are you sure? V mấy con? Đúng rồi con, V 3 đi nha. Rồi. Cộng với lại tức từ, đúng không? Thì chuyển sang câu bị động là gì đây nha? Hay là active? Have hay. Ủa không, chuyển câu bị động là chủ từ cộng. Chủ từ cộng với như đây không? Có nghĩa là mình sẽ giữ V3 đi này lại nha. Và chữ B đó mình sẽ biến đổi theo thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành là have cộng V3 đi, đúng không?
thì cô sẽ giữ lên là à, có nghĩa là con chữ bi á, mình chỉ biến đổi bi thôi. Hồi nãy trong cái công thức chung á, là bi cộng với vb đi đúng không? Thì khi mà con chuyển sang câu bị động của từng thì á, thì con chỉ cần đổi chữ bi đó sang đúng cái thì đó thôi. Thì con sẽ chuyển đổi cái chữ bi đó sang cái thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành là help case cộng vb đi đúng không? Thì con sẽ chuyển chữ bi thành là help gì? Help case. Và tới vb của bi là bi. Dạ. Con nhớ nha. Help case. Rồi. Bin con. Bin. Cộng với v beta đi. Cộng với là void. Void tức là. Thì nó là passive. Nè cô thấy con hơi mệt vậy. Nè học nhiều lắm hả? Dạ. Nè học nhiều. Ồ ok. Cố lên, cố lên. Cố lên. Học thì mốt mau giỏi nha. Để đổi coi. Rồi. Thì cô ví dụ như nè. Hi. Ok. À tôi đã từng là tôi đã làm xong bài tập rồi. Tôi đã làm xong bài tập. I have been sao tôi bị được ta? Sao tôi được được ta? Giống như là tôi đã làm xong bài tập. Vậy thì bài tập nó đã được làm xong bởi tôi. Vậy thì cái chủ từ của mình phải là gì đây không? My homework. Đúng rồi, có phải dùng my homework. Đúng rồi, my homework. Has been. Đúng rồi, chính xác, con hiểu rồi đó. Done, chính xác, good. Có ba mi không con? Ba mi có cũng được, không có cũng được nha. Con hiểu rồi đó nha. Ta đã làm xong bài tập của tôi rồi. Rồi. Tại sao cái thì này cô lại cái câu này cô lại dùng thì hiện tại hoàn thành như nhớ không? Tại sao cái câu là tôi đã làm xong bài tập hoặc là bài tập đã làm xong bởi tôi cô lại dùng thì hiện tại hoàn thành? Tại vì nó đã xong trong đã xong. Nhưng mà nó sẽ vẫn còn tiếp diễn. Đâu phải không nha? Tại vì nó có tới ba cái cách sử dụng thì đã hoàn thành được không? Diễn ra một hành động đó nó đã xảy ra trong quá khứ nha. Nhưng mà nó kiểu như nó không xác định thời điểm cụ thể nha. Đã xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định thời điểm cụ thể thì con dùng thì hiện tại hoàn thành. Nhớ nha. Ví dụ con nói là con làm xong bài tập nhiều ngày hôm qua thì con sẽ dùng quá khứ đơn. Nhưng mà cái hành động đó nó đã xảy ra, nó xong rồi nhưng mà con không có xác định thời điểm cụ thể. Con nói là à, con đã xong rồi thôi thì con sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Cái này cô lúc mà cô dạy thì hiện tại hoàn thành đó là cô có dạy gì rồi em nhớ không? Để con okay. Nhớ rồi nhé. Ừ rồi con nhớ rồi, ok nha. Thì cái đó là bài tập đã được làm xong bởi tôi hoặc là tôi đã làm xong bài tập thì cái việc này nó như thế nào? Nó đã xảy ra rồi nhưng mà không có đề cập tới thời gian. Nha. Yeah. Rồi ok. Rồi tiếp theo nha, mình đi qua một cái thì gọi là một cái thì quan trọng nữa là the past simple. Past simple. Thì gì con? The past simple. Thì quá khứ đơn. Đúng rồi con, thì quá khứ đơn. Rồi. Thì quá khứ đơn thì công thức chủ động của nó là gì đây con hả? Mẹ có hỏi cô nhận được tiền chưa? Chưa, cô chưa nhận được. Sao cô chưa nhận được? Gì hả? Ừ. Bao lâu vậy? Ông ngoại nhận được chưa? B2 hết không? Quá khứ đơn là B2 đi đúng không? Rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Cái này là active là chủ động. Active. Rồi, còn bị động của nó là gì đi con? Bị động. Bị động là chủ từ cộng với chủ từ cộng với cái to be đó con, chịu quá khứ đơn của nó là gì ta? Quá khứ đơn là was were con này. Hiện tại đơn. Hiện tại đơn mới là am is am ha. Bị động thì mình dùng là v bay đi. Rồi, còn bay tức từ. Ôi ơi, học xong chắc ngủ ngon dữ lắm rồi ta ơi. Ok, that's good. Bữa nào con mệt quá thì con nói cô nha, không sao. Mình học quan trọng nhất là mình tiếp thu cho nó, kiểu như mình tiếp thu cho nó tốt thôi nha. Mệt quá thì nói cô.
nhưng mà cố gắng nha. Rồi, con cho cô một ví dụ nha, con cho cô một ví dụ về thì quá khứ đơn đi. Cái gì đó nó đã được gì đó nha, ví dụ như là một cái chai nước hoa nó đã được mua bởi tôi vào ngày hôm qua. A perfume were okay, a bottle, right? Was đúng rồi, còn chính xác was bought, đúng rồi, was bought by me yesterday. Rồi, đúng rồi đó không? Rồi, bây giờ nha, mình đi qua một cái thì nữa. Thì nữa thôi. The future. Simple. The future simple. Right. The future simple. What does it mean? Thì gì? Thì tương lai đơn. À, thì tương lai đơn, đúng rồi. Cái này mình học rồi, đúng không? Chúng tụ. Rồi. Right. The future simple. Công thức của nó là gì, Đình Nhi hả? Chủ từ cộng Amia cộng... Ok, chủ từ cộng với là Amia. Ê, ui. Ủa, thì tương lai mà con, tương lai sẽ gì đó. Vũ cô hả? Cộng Amia cộng... Phải không nhỉ? Sẽ. Cộng tôi sẽ là will, đúng rồi, chủ từ will. Đúng rồi. Cộng với lại cho mấy con, will. Will cộng với về cộng với về cộng với về cái không có đây sao will là động từ nguyên mẫu nha. Sao will là động từ nguyên mẫu nha. Rồi còn ở đây là active nè, đây là chủ động đúng không? Còn bị động là gì đây con? Bị động của thì tương lai đơn là đó là chủ từ nha. Chủ từ cộng với will. Đi đó con chia theo tương lai đơn là will cộng với be không. À, vậy là will gì con? Will be nha. Be con đi lại. Giờ như nhớ chép cái công thức này lại nha con. Tại vì á, mình viết essay như nãy cô nói là mình viết essay thì mình viết cái câu bị động nó sẽ được đánh giá cao hơn. Có nghĩa là mình có thể viết câu chủ động rất là tốt. Nhưng mà không ai, kiểu như là không phải ai cũng biết viết cái câu bị động nha. Với lại một phần nữa là khi mà con học lên cao đó, rồi con đọc sách, rồi cái con làm nghiên cứu khoa học cái kiểu đó, thì nhiều khi mình nói là cái này nó được được nhắc đến bởi cái ông nào đó nha, hoặc là được nhắc đến như thế nào đó, chứ mình không có nêu tên cái tác giả ra. Ví dụ như vậy mình tránh để nêu ha cái người gọi là cái người làm cái gì đó, hoặc là cái người nghiên cứu ra cái gì đó. Nói chung là mình sẽ tránh, nó sẽ khách quan hơn. Vậy thì tôi sẽ làm cái gì đó và cái gì đó nó sẽ được làm với tôi nha. Rồi cái gì đó nó sẽ được làm với tôi. Cái gì ta? Cái gì cô? Cái gì cô? À, cho cô một ví dụ đi con. Có nghĩa là trong tương lai con sẽ làm cái gì đó. Vậy thì cái gì đó nó sẽ được làm với con. Vậy là trong tương lai tôi sẽ mua một ngôi nhà ở ở đâu ta? Ví dụ đi, trong tương lai. I will buy a house in California. Vậy thì có nói là a house in California. Là một căn nhà in California. California, gì đây con? A house in California. Will, đúng rồi. Will be. Đúng rồi. Will be. Be. Both. Both. Đúng rồi. Chính xác gì? I mean. Đó. By me in the future. Vậy đó con ha. Yeah. Đó. Vậy thì đó nha. Sau này con mà có viết luận á nha. Thường con biết là con có biết câu bị động không? Hay là con chỉ biết câu chủ động thôi? Con nói biết đâu. Vậy chứ sao? Vậy chứ hồi đó biết luận sao? Không. Giờ đó con biết. Hồi đó con biết luận sao? Con biết bao nhiêu từ bé? Hả?
Biết luận ha, thường là đã biết bao nhiêu từ? Hello. Cô nghe nè. Hồi đó con biết bao nhiêu từ? Con nói thu qua này ta. Để biết bao nhiêu từ ta? Còn cô nhớ nữa, chắc cũng tầm mấy trăm từ. Mấy trăm từ hả? Rồi viết thì sao ta? Rồi viết thì sao? Có dùng, kiểu như là chỉ dùng, ví dụ. Con coi sách, xong rồi coi mấy kiểu như là mình highlight lại mấy cái dẫn chứng, rồi đọc nhiều mấy cái bài essay đó cô. Ok rồi chứ vậy là sau này con viết nha, sau này con để ý cái cách viết của mình á, thì con xem coi là cái câu đó con viết á, đó là câu chủ động hay là câu bị động. Nếu mà có thể chuyển từ cái câu chủ động đó sang cái câu bị động thì cái bài viết của con nó sẽ hay hơn, nó sẽ sắc sảo hơn một tí nha, cái này nó sẽ khách quan hơn một tí nha. Rồi bây giờ mình ôn lại bài nha, ôn lại bài xíu nha. Rồi con nhìn cái công thức của thì hiện tại đơn, chủ động và bị động của nó nha. Rồi chút xíu cô kéo lên cho con xem, xong rồi con nói lại với cô nha. Ghiến mình học tới đâu cái mình thuộc bài tới đó luôn nha. Học tới đâu cái mình thuộc bài tới đó luôn, thuộc liền luôn hả con? Gọi là mình nhớ về nó là được rồi nha, mình nhớ về đó là được. Ví dụ như là thì hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn này không, thì cái chủ động của nó thì sẽ là động từ nguyên mẫu đúng không? Động từ nguyên mẫu nè, động từ thêm s hoặc là động từ thêm es đúng không con? Rồi còn bị động của nó sẽ là gì đây Nhi ha? Bị động của nó sẽ là am is are này con. Đúng rồi, cộng với bye đi thì con nhớ vậy đó. Thì hiện tại đơn diễn tả một cái sự thật chân lý nha. Rồi còn tiếp theo là thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Chủ động của nó là gì đây Nhi ha? Chủ động là gì đây con? Đó là em. Em is are. Cộng với động từ thêm đúng không bé? Rồi còn bị động của nó là gì con? Chủ từ cộng em ia cộng viên cộng v3 cộng từ. Đúng rồi, vậy thì con nhớ một cái mẹo nha, một cái mẹo của những cái thì tiếp diễn á, những cái thì tiếp diễn ở chủ động hay là bị động gì con cũng thấy nó có in ở đó chưa? Ví dụ chủ động thì con thấy là am is are cộng viên đúng không, còn bị động thì sẽ là am is are rồi being luôn nha, cộng với v3 đi. Thường tiếp diễn thì nó sẽ có góc in như này, con nghe in nha, thì nó không biết nó sẽ là tiếp diễn một cái việc gì đó nó đang diễn ra. Ví dụ như là tôi đang học tiếng Anh thì tiếng Anh nó đang được học bởi tôi, ví dụ vậy nha. The present perfect thì con, thì công thức của nó sẽ là help case đúng không? Rồi help case cộng với v3 đi đúng không Nhi? Rồi vậy thì con, vậy thì chuyển sang bị động của nó là gì đây Nhi ha? Chủ từ cộng have hay been cộng v3 đi cộng tiếp từ. Đúng rồi nha. Rồi chút xíu cô cho homework xíu nha, cô cho homework là đối với mỗi thì á, con cho dùng cô một cái ví dụ, xong rồi cái con cho cái ví dụ bị động á, xong rồi cái con gửi cô sửa cho, nếu mà con cho được hết thì coi như là con hiểu bài nha, được không? Mai nợ cũng được, mai trước khi trả bài tập cho cô cũng được, tại cô muốn make sure là con hiểu cái phần này, tại cô thấy cái phần này nó quan trọng lắm, đặc biệt là trong viết học thuật á nha. The past symbol này con, the past symbol là thì quá khứ tiếp diễn là gì? Past symbol. Yeah, no, quá khứ đơn. Quá khứ đơn nha. Rồi còn tỉnh táo nè, còn tỉnh chứ chưa có buồn ngủ lắm. Rồi chuyển sang bị động là gì đây con? Chuyển sang bị động sẽ là was were đúng không? Was là were. Đúng rồi, cộng với be đi. Con nhớ là chuyển sang bị động nó dùng by nha, bởi ai đó nha. Rồi. Và đi qua cái thì nữa là future symbol là thì tương lai đơn nha. Đó thì tương lai đơn này. Ok, thì tương lai đơn thì nó sẽ là will đó Nhi. Thường nó sẽ chủ động đó con, nó sẽ là will nè. Cộng với động từ nguyên mẫu nha. Còn chuyển sang bị động là gì đây con? Đó là will. Will be. Will be cộng với be đi. Đúng rồi, thế là will be cộng với be đi. Thấy con ha? Rồi, ok. Vậy thì nãy giờ mình học mấy thì ta? Năm thì đúng không? Tương lai đơn nè, rồi quá khứ đơn nè, rồi hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn với hiện tại đơn nha.
cô gọi là cô dạy năm thì này, tại vì năm thì này nó là năm thì mà phổ biến nhất trong tiếng Anh đó nhi nha. Cô dạy cô năm thì này, cô nhắc lại công thức của chủ động và cả bị động luôn nha. Vậy thì ngày mai trước khi mà con trước khi mà mình trả bài á, cái cô check lại cho con năm cái câu này nha. Có nghĩa là đối với mỗi thì con sẽ viết giùm cô một câu nha, là một câu bị động của cái thì đó nha. Rồi để trúng nha. Rồi có gì thì cô check trước cho rồi mình trả bài nha. Rồi thôi chắc nghỉ ngơi nha. Rồi nghỉ ngơi, ngày mai cô cho mình gặp lại nha. Rồi goodbye. Rồi goodbye con. See ya.